lúc đó thì nó pha trộn rất là nhiều cảm xúc, hồi hộp có, lo lắng có, mừng có, mong đợi có. Nói chung là nó một cái hỗn tạp cảm xúc, cho nên mình không biết anh nói làm sao luôn. Dạ vâng, chính xác ạ. Mà Rapper có may mắn là được đồng hành với anh Mai Thế Hiệp trong suốt quá trình mà quay phim, rồi diễn phim và được xem những bản dựng do anh Hiệp đem ra để hỏi ý kiến mọi người. Thì thật sự là cảm xúc bây giờ của anh Hiệp nó rất là bối rối đúng không ạ? Tại vì rất nhiều lo lắng từ rất nhiều quá trình vừa qua để anh có thể chụp được và thay thế được cái con tinh thần này. Thì không biết là ngày hôm nay đạo diễn trẻ Bình Nguyên đâu ạ? Bình Nguyên ơi, bạn đạo diễn này rất là mắc cỡ cho nên mình ưa trốn lắm. Bình Nguyên ơi, xin mời đạo diễn trẻ Bình Nguyên, người đã đồng hành cùng với nhà sản xuất đạo diễn Mai Thế Hiệp trong bộ phim vừa qua, cũng đã cố gắng cống hiến. Nói là một bạn đạo diễn trẻ, như trẻ nhất Việt Nam, anh ấy mới có 23 tuổi thôi và còn single độc thân. Bạn Bình Nguyên là khi lần đầu tiên được hợp tác cùng với rất nhiều diễn viên và rất nhiều viên đặc biệt là rất là nổi tiếng, thì bạn có sự áp lực nào hay không? Dạ, áp lực thì tất nhiên là phải có rồi. Nhưng mà khi mà bộ phim đã bắt đầu chạy rồi và khi mà mình đã đắm chìm những cái câu chuyện đó rồi thì mình chỉ thấy đó là bà Tư, đó là Nam, đó là Sơn. Và chúc cho Bình Nguyên sẽ gặt hái thật nhiều thành công ở chặng đường sắp tới nhé. Và tiếp theo bà Tư ơi, nghệ sĩ Kiều Trinh, nghệ sĩ Lê Bình, nghệ sĩ Tấn Thi cùng các diễn viên trẻ Dương Cường, Trương Quốc Cường, Phan Vũ. Xin kính mời các diễn viên trẻ và ca sĩ diễn viên Khắc Minh, Trịnh Tài. Và đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp mà mọi người ghi dấu ấn lại trong suốt quá trình thực hiện bộ phim. Và chắc chắn là nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân cũng đang rất mong muốn chia sẻ những cảm xúc ngay bây giờ, đúng không ạ? Lời đầu tiên cho tôi xin cảm ơn tất cả quý khán giả có mặt tại đây. Tuy là buổi tối nhưng mà trời rất là mát mỏi đúng không cô? Rất là ôi, nhưng mà mọi người đông lắm. Cái điều này chứng tỏ là mọi người rất là thương đoàn phim. Một cái đoàn phim, một cái hãng phim độc lập và lấy ra đứa con so của chúng tôi. Cho chúng tôi cảm ơn cái tấm thành tình của quý vị đã đến đây. Lời thứ hai thì dạ thưa quý vị, đây là một bộ phim tình cảm gia đình, tình cảm láng giềng và rất là gần sống từng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Có căn nhà nằm nghe nắng mưa sẽ là một kỷ niệm đẹp của tôi, của tất cả ekip đoàn làm phim, và chúng tôi mong được sự đón nhận với đứa con đầu lòng này của anh sản xuất Mai Thế Hiệp. Mong là mọi người sẽ đến thật đông, sẽ dẫn cả nhà đến xem để cho anh Mai Thế Hiệp vẫn còn có cái cơ sở để anh làm tiếp những cái phim về cảm xúc nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã đến dự cái buổi ra mắt hôm nay. Cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân rất nhiều ạ. Còn chị Kiều Trinh ạ, trong suốt quá trình nói đầu tiên Kim Trinh xin trân trọng cảm ơn sự có mặt tất cả quý anh chị báo chí, tất cả mọi người trong buổi tối ra mắt ngày hôm nay. Thực sự trong tham gia cũng rất nhiều, nhưng mà đây là bộ phim trong suốt thời gian tham gia trên không quên, vì thực sự luôn luôn đầy ắp tiếng cười. Bộ phim này trên hình ảnh rất nhiều điều, nhất là từ hôm nay thì chắc biết nãy giờ Kim chưa thấy là má ngọt chào. Và trên học hỏi từ chị Kim Xuân, Lê Bình, những anh chị đã cảm nhận chị trước mình rất rất nhiều điều trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong suốt thời gian học phim, rất cảm ơn anh Mai Thế Hiệp đã tin tưởng và mời thầy tham gia trong dự án này. Xin cảm ơn nghệ sĩ diễn viên Kiều Trinh rất nhiều ạ. Và chúng ta hãy đến với nước ạ. Dạ, chúng ta thì trong suốt quá trình làm phim như vậy á, thì có những bối cảnh là những khu chung cư nó rất là thật, rất là ngoài cổ. Thì những người hàng xóm, những người dân ở xung quanh á, tiếp đãi đoàn phim mình tốt không chú? Điều đầu tiên cho Tấn Thi gửi đến tấm chân tình của mình đến tất cả quý vị khán giả trong nước, ngoài nước và đặc biệt là những người có mặt đêm hôm nay ở tại nơi này. Lời chúc mừng nồng nhiệt và thành tâm nhất của Tấn Thi. Trong cái quá trình mà quay phim thì nó có rất nhiều cái chuyện vui buồn lẫn lộn. Ở trong cái bối cảnh chung cư cổ này, cổ như 1980 mấy,
ở đây có lẽ có rất nhiều các bạn, cô xin gọi các bạn là gì, các anh, các chị, các em, các chú, các cô, chắc có lẽ cũng trên dưới xấp xỉ tuổi của tôi, thì đã từng trải qua, đã từng chứng kiến, đã từng nếm trải những cái cảnh sống ở trong các chung cư của Sài Gòn sau này. Tôi nói vậy thôi. Nhưng mà cái điều trên hết tôi muốn nói là tấm lòng của những con người, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì người Việt Nam vẫn thương nhau và vẫn giúp đỡ nhau hết sức là thật lòng. Đó là một trong những điều mà nhà sản xuất Ban Thế Hiệp, đạo diễn trẻ Bình Nguyên và tất cả ekip làm phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa của chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả, đều mong mỏi, đều nhắn gửi đó. Đó là tất cả tấm lòng của chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cho nghệ sĩ diễn viên Lê Bình. Dạ, chú Lê Bình ơi, không biết là nguyên do và động lực tại sao mà chú gật đầu một cái rốt luôn khi mà nghe anh Hiệp mời đóng phim này ạ? Dạ, chắc là nãy giờ thì Chi Xuân có đã chào và sao tôi khỏi chào rồi. Riêng Lê Bình thì rất hân hạnh được tham gia vào dự án phim Có Một Căn Nhà Nằm Nghe Tháng Mưa này, được làm việc với một ekip hoàn toàn trẻ. Trẻ thật sự, chưa có ai qua tuổi 30 cả, từ nhà sản xuất cho đến đạo diễn, rồi cho đến cho đến DOP, cho đến những phó phụ quay này đó, tất cả những người đều trẻ. Do cái làm việc rất hết sức là bài bản và chuyên nghiệp, mà cũng không làm mất thời gian nghe nhiều lắm. Và nội dung bộ phim nói về tình người, tình mẫu tử, tình mẹ con, tình láng giềng chồng sớm anh em, một cái gì đó mà hầu như là trong khoảng thời gian gần đây nó càng ngày càng bị sâu lãng đi, càng ngày càng không được người ta chú tâm lắm. Thì hy vọng qua bộ phim Có Một Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa này, với tấm lòng của nghệ thuật làm việc nghệ thuật cách nghiêm túc, hy vọng gửi đến quý vị khán giả, những người làm cha làm mẹ và nhất là những người làm con, đến ngày 5 tháng 5 đến xem bộ phim Có Một Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa để tìm lại cội nguồn đạo đức của mình, tìm lại những cái gì mà tình làm như sớm thậm thà hứa khoảng thời gian mình đã vui. Xin cảm ơn và chúc quý vị sẽ thấy vui vui. Xin cảm ơn nghệ sĩ Lê Bình rất nhiều ạ. Một câu hỏi dành cho Khắc Minh, diễn viên chính trong bộ phim này. Thì bộ phim này là một bộ phim có màu sắc ngoài cổ. Thì đối với một người trẻ như Minh, thì Minh có tìm thấy chính bản thân mình trong bộ phim này hay không? Thực ra thì khi mà em nhận kịch bản của anh Hiệp thì em thấy nó rất là gần gũi, rất là thân thuộc với người Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam. Bởi vì là bao nhiêu cái truyền thống, cái đặc biệt của người Việt Nam mình hầu như là anh Hiệp gom vào kịch bản này. Và khi mọi người xem, mọi người sẽ thấy cái điều đó. Và bản thân Minh là một người trẻ, tiếp cận với rất nhiều cái văn minh, rất nhiều cái mới. Nhưng mà khi mà mình nắm, mình gặp được một cái gì đó nó ngoài cổ, nó tuy là cũ nhưng mà rất là tình cảm, thì mình cảm thấy rất là phấn khởi khi mà nhìn cái vai này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, thật sự cáo lỗi với quý vị rằng ngày hôm nay không có sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu và nghệ sĩ Kiều Anh vì bận việc riêng. Hy vọng chúng ta sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp trong ngày hôm nay cùng với đoàn làm phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Dạ. Dương Cường, dạ vâng. Đó, mẹ bảo vệ con ghê luôn, bà Tư nữa. Dạ, Dương Cường, bọn chàng rất là khờ, rất là hiền. Dạ không hiền, không có khờ. Tại vì hồi nãy trước khi lên sân khấu là anh hỏi con là con hỏi em gì không? Đừng hỏi nha, em không biết trả lời. Nhưng mà bây giờ mẹ nói trả lời là con phải trả, nghe không? Rồi, con trong quá trình làm phim như vậy, con có kỷ niệm đẹp hay là có cảm xúc như thế nào để chia sẻ với mọi người hay không? Dạ, Dương Cường xin kính chào tất cả quý vị đã có mặt ở đây. Dạ, xin kính chào. Dạ, cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ở đây để cùng chia sẻ với cả ekip Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Dạ, cảm xúc của em hả? Cảm xúc của em thì em lúc nào cũng rất là căng thẳng. Tại vì làm việc chung với lại đây là cái vai chính đầu tiên của em thì nói chung là căng thẳng lắm. Với lại được làm việc chung với các bậc tiền bối nên cũng căng thẳng
Dạ, cũng nhờ có các bạn tiền bối đây được chỉ dẫn rất là nhiều, có anh đạo diễn Mai Thế Hiệp và có bạn đạo diễn trẻ Bình Nguyên. Có những lúc thì cũng chỉ dạy như thế này không biết phải như thế này thế kia. Dạ, cũng đây cảm ơn anh Hiệp, cảm ơn các cô chú, các bạn tiền bối của con. Dạ, dạ, cũng mong là sau cái hôm nay ra mắt phim thì tất cả mọi người sẽ ủng hộ phim và chia sẻ để cho anh Mai Thế Hiệp. Tại vì trong lúc làm phim này thì anh Hiệp có cầm căn nhà của anh rồi. Thấy chưa? Trời ơi! Thì mong là cái phim này anh sẽ, sau phim anh sẽ thắng lớn là chuộc lại căn nhà. Rồi sau đó là anh sẽ làm được tất cả những bộ phim sau nữa, đem lại để đến nhiều khán giả và những tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa. Rồi anh sẽ nói là cảm ơn Dương Cường rất nhiều và có cơ hội để kiếm một hoặc là nhiều căn hơn nữa sau bộ phim này cũng với những dự án sắp tới. Và bây giờ thì chắc chắn là anh phải nói lời cảm ơn với tất cả mọi người trong ekip làm phim đúng không ạ? Với những cái đó là